Rồi, nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây găng vàng lá nhỏ nha. Cây này là cây lá mũi mát nhà mình nha. Cây sống khỏe. Cái này có mã số là 131, có số đo hành gốc là 17, chiều cao là 25. Cây đang nằm bộ đất nuôi là 25. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 350k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Mấy cái chỗ đây là khô lũa nha nhà mình nha. Khô lũa nha. Đây khô lũa. Đây khô lũa nha mình. À, khô lũa nha. Cây sống nha nhà mình nha. Khỏe. Dòng găng này nó có hai loại nha mình, một loại mũi mát và loại lá tròn. Cái này là cái lá mũi mát nha. Rồi mã số 131, 350k bao ship. Cái thân này là nó sống được mạch dưới nha mình nha. Đây, mạch dưới đây nha. Mạch dưới đây. Mạch trên nó khô lũa nha mình. Mạch trên này khô lũa. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây găng vàng lá nhỏ. Cây phong thiên nhiên, cây sống khỏe nha mình. Cây này có mã số là 132, có số đo hành gốc là 35. Chiều cao là 28, cây đang nằm bầu đất nuôi là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 700k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Cây này form thiên nhiên. Đây, khô lũa nha mình nha. Bên đây khô lũa luôn nha. Chỗ đây khô lũa. Mạch sống nha mình. Đây, thân sống đây. Cây này dòng găng vàng lá tròn nha mình nha. Lá tròn. Bột cốt nha mình nha. Form thiên nhiên. Rồi, mã số 132. 700k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây găng vàng lá nhỏ. Cây phong thiên nhiên sống khỏe nha mình nha. Cây này là cây găng vàng lá tròn nha mình nha. Cây này có mã số là 133. Có số đo hành gốc là 32, chiều cao là 65. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 26. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 650k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cây form thiên nhiên một cốt nha. Đây cái này thân này khô lũa nha mình nha. Đây khô lũa tới đây. Từ đây lên khô lũa nha. Đây khô lũa. Cái mạch sống nha mình. Đây. Phần sống nha. Cái này lá tròn nha mình nha, găng lá tròn. Rồi mã số 133. 650k bao ship. Cây form thiên nhiên. Mấy cái khô lũa này về nhà mình chơi chơi lũ nha. Rồi nhà vừa xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây găng vàng lá nhỏ nha. Cây này là cây lá tròn nhà mình. Nó có một dòng nữa là lá mũi mát nha. Cây này có mã số là 134, có số đo hoành gốc là 30, chiều cao là 34. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 24. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 450k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Đây nhà mình, cái mặt lũa đây. Đây mặt lũa nha. Form thiên nhiên. Cây sống khỏe nhà mình. Form mini bàn trà nha. Này, mặt lũa âm luôn. Cây sống quá khỏe nha mình.
thì găng lá tròn. Cây này về nhà mình lên cái chậu mini cho nó em nó nha. Đây, form cây này. Ok, rất ok nha, nhỏ có vỏ nha mình. Rồi mã số 134. 450k bao ship. Mấy cái trắng này là lũ nha mình nha. Hồ lũ. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây găng vàng form thiên nhiên. Cây sống khỏe nha mình nha. Cây form tông cao. Cây này có mã số là 135. Có số đo hoành gốc là 20. Chiều cao là 80. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 25. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 600k bao ship. Vào sống nhà mình yên tâm. Cây này một cốt nhà mình nha. Thân cô lắc. Cái này lọc nó đang thay nha mình. Này. Cái dòng này là dòng găng vàng lá nhỏ mà lá tròn nhà mình nha. Nó có một dòng là lá mũi mát. Cây này đang thay lọc. Thằng nó sống sống luôn nhà mình nha. Phòng thiên nhiên. Rồi mã số 135. 600k bao ship. Lọc non đang thay nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe nha mình. Cây này có mã số là 136. Có số đo hoành gốc là 18, chiều cao là 74. Cây đang nằm bầu đất rinh là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 650k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cây sống khỏe nha mình. Cây sống khỏe nha. Cây lọc đang lên luôn nè. Lọc thầy nha. Toàn rinh luôn nha mình. Cây giáng trực. Toàn rinh thiên nhiên. Rồi mã số 136. 650k bao ship. Cẩm thị form thiên nhiên. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Tàn rinh nha. Cây sống khỏe nha mình. Cái này có mã số là 137. Có số đo hoành gốc là 46. Chiều cao là 60. Cây có cái tàn phóng nha. Tàn phóng đây là 80. Cây đang nằm bầu đất rinh là 40 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 900k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cây form thiên nhiên. Cây này trùng cốt nha mình nha. Trùng cốt. Trùng cốt nha. Này, dàn tàn rinh rất là già nha mình. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu giam nó thôi. Form cây demo nó có sẵn rồi. Form thiên nhiên. Đây, lọc đen ra nha mình. Cây quá là sung nha. Đây, tàn co lắc nha. Rồi mã số 137. 900k bao ship.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ, cây form thiên nhiên, sống khỏe nhà mình nha. Form mini. Cây này có mã số là 138, có số đo hoành gốc là 32, chiều cao là 37. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 27 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 400k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Cây form thiên nhiên, sống khỏe nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Nhỏ mà có vỏ nha mình nha. Rồi mã số 138, 400k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cái thân này khô lũi nha mình nha. Thân này khô lũi nha. Còn ba thân này sống đều nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ, form lùng lực nha, mini, dáng trực nha. Cái này có mã số 139, có số đo hoành gốc là 27, chiều cao là 41, cây đang nằm bầu đất nuôi là 27. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 400k bao ship, bao sống nha mình yên tâm. Cây dáng trực nha. Cây này nó sống được một mạch bên đây nha mình nha. Đây, mạch đây, khúc đây nha. Này. Cây sống khỏe. Cái mạch bên đây là khô lũa nha nhà mình. Khô lũa nha. Cây mình về mình chơi. Chơi lũa. Rồi mã số 139, 400k bao ship. Mặt bên đây là lũ thép luôn đó nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá trung nha. Cây sống khỏe, form thiên nhiên. Cây này có mã số là 68. Tổng hoành gốc là 108. Chiều cao của cây là 90. Cây đang nằm bầu đất là 75x40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình. 2000k bao ship. Cây có lũ vách âm thăng luôn nha. Cây quá già luôn. Cây này nhà vườn đã tút lá và cây đang lên lọc non nha. Đây. Lọc non luôn. Quá vip nha. Cây này có mã số là 68. 2000k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.